Chào các con học sinh lớp 5. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tập làm văn. Các con thân mến, sau đây cô đọc cho các con nghe bài văn tả một con vật nuôi ở vườn thú. Mời các con tham khảo. Tập làm văn, đề bài: Tả một con vật nuôi ở vườn thú. Bài làm. Tuần trước, em được mẹ cho đi xem xiếc động vật. Trong tất cả các màn biểu diễn của các con vật như gấu, chăn thì em vẫn ấn tượng nhất với các tiết mục của những chú khỉ biểu diễn siết, tài ba. Những chú khỉ đang nhảy nhót và phát ra tiếng kêu, mình đầy lông lá, thân hình hơi gầy. Em ấn tượng nhất chính là những bộ lông hung hung ánh vàng hoe hoe. Phần lông ở bụng thì màu trắng hơi xám, nó hơi xù lên trông ngộ ghê. Khuôn mặt chúng gần giống hình tam giác má hóp lại gò má nhô cao như người già đôi mắt đen cho to tròn tinh ranh của chúng càng làm em bị thu hút chiếc mũi cao hếch lên trông thật tếu miệng nó rộng đến gần mang tai nhất là những lúc nó ngoác miệng ra cười trông càng rộng hơn chúng rất hay cười nhưng vì hàm của nó chìa ra nên lúc nào cũng nhăn nhở. Đôi tay, đôi chân dài lều nguều. Các ngón tay và ngón chân đều có móng cứng và nhọn. Cái đuôi dài cong cong, xoắn ốc vào bên trong khiến em thực sự rất thích thú. Thấy mọi người đứng xem, chúng có vẻ thích trí. Nên trổ tài biểu diễn, những động tác nhanh chuẩn xác, khéo léo của chúng khiến em phải trầm trồ. Chúng leo lên cây rồi lại nhảy xuống Buông cả hai tay mà dùng đuôi cuộn chặt lấy cành cây Đu mình xuống, miệng kêu khẹt khẹt Khi lại ngồi trên cây túm tụm lại gãi lưng cho nhau Và trong tiết mục siếc Em xem hôm nay em thấy được các chú khỉ thật thông minh và dễ thương Chúng còn đạp xe, đi nhanh và trông cũng hết sức chuyên nghiệp được mọi người vỗ tay thì tất cả những con khỉ này lại sung sướng và như rau ai hơn. Chúng dạo chiếc xe nhỏ như nhanh hơn trước và ngoái đầu nhìn mọi người. Khi tiết mục biểu diễn kết thúc, nó quay đầu chào khán giả, gắn giả. Thế là đám trẻ con tụi em đã ném cho chúng những mẩu bánh mì thơm ngon. Chúng thích thú nhận lấy một cách thật nhanh chóng, cái đầu gật gật như nói lời cảm ơn. Tạm biệt những chú khỉ đáng yêu, em mong sao những chú khỉ này sẽ được chăm sóc tốt hơn để lần sau trở lại thăm vườn thú, em sẽ được gặp lại những chú khỉ tinh nghịch, thông minh này. Bài văn tả một con vật nuôi ở vườn thú đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay các con bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy con học tiểu học nhé. Cô chào các con.